Hôm nay anh tóc xanh trẻ trâu là gọi điện cho mình đấy, bảo là cho lên đây xin lỗi, cho quay trở lại team anh em ạ. Đấy, anh em nào xem mấy tập trước của mình thì biết anh tóc xanh dám phản bội anh em về phe của thằng Huggy với thằng 505 ấy, xong là bàn kế với chúng nó là định bắt cóc lại đội 404 606 với lại team anh em mình. Anh tóc xanh nhắn cho mình bảo là bị bọn kia nó thôi miên ấy, nên là nghe theo lời chúng nó nên là mới phản bội lại anh em chỉ điểm ấy. Nhưng mà hôm nay bảo là thôi lên đây xin lỗi cho mình quay trở lại team để lập công chuộc tội anh em ạ. Đấy, bây giờ mình đang chờ xem anh tóc xanh lên đây để xem là phản ứng của nó như thế nào nhé, để xem là có gọi ăn năn hối cải không. Đấy, thì mình mới cho quay trở lại nhé, không là mình không cho quay trở lại đó. Vừa nhắc xong mà đã tới anh em ơi. Ui à, anh tóc xanh à? Vâng. Ê, cuối cùng là vẫn đến à? Ủa, con ngáo này đi ra cho khác đi ạ. Đúng đi ạ. Anh tóc xanh thế như nào, mấy hôm phản bội anh em bây giờ còn vác mặt đến đây làm gì? Mai em cho qua tìm em mang chút quà để bẫy ghi. Mang chút quà, quà này tặng ai? Quà này tặng Tem. Tặng Tem á? Tem. À, thế này là cái gì? Nhưng mà sao lại muốn quay đây? Hôm nọ phản bội còn định gọi Huggy xuống bắt bọn anh mà. Em bị bỏ bùa. Bỏ bùa? Bỏ bùa. Ai bỏ bùa? Bọn Huggy á? Vâng. Ui, kinh thế cả. Kinh lắm. Thế là cuối cùng em mới nghe theo lời đó. Đúng rồi. Thế mới chỉ điểm bọn anh cho nó. Đúng rồi. Có đúng không? Đúng rồi. Thế bây giờ tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Hay là mày lại xuống xong tí nữa mày lại làm do thám cho chúng nó, mày báo cho nó xuống bắt bọn anh. Anh sao ấy? Thật không? Thật. Tỉnh hẳn chưa? Đâu, hôm nay em tỉnh rồi, anh cho em trở lại tiền để em đi bắt lại chúng nó. Bắt lại. Bắt anh em thật bắt nhá. lại. Ok. Ừ, hôm nay cho em lập công chuộc tội nhá. Nhưng mà cái món này thì có tác dụng gì không? Cái này gọi là cái gì? Ừ, cái này là xe bắn con quay ạ. Xe bắn con quay à? Đây, lấy cái xe con quay À, vào xe trong khủng này. long. Ui, có cô gái phi con quay này. Con này được ấy nhỉ? Wow, một biệt đội siêu anh hùng phóng con quay luôn. Sao tới à? Ui. Ui. Ui, bình tĩnh, sao sao ấy. Thôi 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 thôi. Thôi thôi thôi. Thôi. Thằng này nó biết lỗi rồi. Nó vừa đến xin lỗi đây, nó tặng hộp quà, nó bảo cho nó lập công chuộc tội. Đấy. Thôi 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 thôi. Hôm nay nó tỉnh rồi, thôi nó xin lỗi rồi. Xin lỗi chưa? Phải bắt tay sáu sáu cái à? Xin lỗi. Đấy. Ô, bóc cái này xem có tác dụng gì không? Bóc kem đi anh. Bóc này. Là bộ gì đây? À, bộ này là bộ xe ô tô. À, đây có cái đầu khủng long này. Phóng con quay ánh sáng. À, được đấy. Cái này khả năng dùng để phóng hút ghi là hay đấy. Mình bóc ra xem nào. Tèn 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 tèn. Wow. Đấy, ok anh em ơi. Đấy. Đây là một cái bộ đồ chơi này. Trong này nó có cái gì đây? Wow, đây là một con quay anh em ơi. Con quay 6 cánh màu vàng. Đấy. Wow, con này là con màu xanh này. Ở đây nó có cái bánh răng này anh em này. Con này màu đỏ, có mấy màu liền. Đấy. Còn đây chính là một cái nhân vật chính của chúng ta là một cái anh em ạ. Wow, ô tô đầu này không biết là đầu gì nhỉ? Khả năng là đầu rồng hay là đầu khủng long nhỉ? Đấy. Wow, mở cái đầu này ra bên trong có một quả siêu nhân này anh em này. Đấy, anh em nhìn quả siêu nhân đẳng cấp chưa? Wow, trông rất là khét luôn. Rồi, rất là đẹp. Cái này không biết bắn kiểu gì nhỉ? Cái này liên quan gì đến cái này không nhỉ? Để mình thử lắp vào xem nó có cái tác dụng gì không nhá. Cái này nó vừa là một cái ô tô, vừa là khẩu súng, vừa mình nghiên cứu ra rồi. Đấy, bây giờ để mình lắp con quay vào cho các bạn xem cái này nó chạy kiểu gì nhá. Đấy, bây giờ đút cái này vào đây. Đấy, ấn vào đấy. Khi nào mà mình chạy là cái bánh răng này nó sẽ quay này. Đấy các bạn nhìn chưa? Đấy. Đấy, thử cái này này. Đấy, cài vào trong cái cờ đấy. Hai. Đấy, cứ đẩy thế đi. Đấy, thấy chưa? Khi nào mà đẩy mà cái này nó chạy xong là ấn cái nút này nó phóng ra này. Đấy, xong đẩy vào. Đấy, tí nữa. Quay đây nhá. Đấy, nhìn đẹp trái chưa? Đấy. Wow, wow, wow. Anh em thấy đẳng cấp chưa? Đấy, anh em nhìn chưa? Xoay này. Đấy. Ui rồi. Ui, con này quay vẫn từ nãy giờ luôn này. Sợ chưa? Dạ. Hôm nay anh tóc xanh tặng cho anh em team một cái quả ô tô phóng đĩa bay này, phải nói là đẳng cấp ấy. Cái trò này hôm nay mình mới thấy là nó hay này, phóng đĩa ra rất mạnh. Cái này để tí nữa mà bắn vào chân Huggy thì đúng là chỉ có chạy té khói anh em. Bây giờ anh em mình thử tổ chức một cái cuộc thi gọi là con quay để xem mà ai chiến thắng nha. Bây giờ trên team mà đang có anh tóc xanh này với lại 606. 606 chơi thử phát xem có biết chơi không? À, 66 màu đỏ mắt đây, cho màu đỏ. Cho anh tóc xanh màu ở đây. Tóc tóc xanh chọn màu xanh luôn. Ui đúng màu tóc luôn. Anh màu vàng. Nào. Đẩy càng mạnh quay càng nhanh. À, biết chơi rồi đúng không? Phao. Wow. Wow 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 wow. 66 biết chơi chưa? Anh tóc xanh biết chơi chưa? Em biết rồi. Bây giờ ba anh em mình thi nhá. Bây giờ ba thằng thi bắn cái gụ này vào nhau, bắn con quay vào nhau. Con của thằng nào bị dừng trước là con đấy thua. À. Rồi, đến 6 sao bắn bắn luôn.
À, xong xấu rồi thôi. Con này ngoài đây. À, đánh rồi, đánh rồi, đánh rồi, đánh rồi. À, đánh, 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 thua rồi, dài. Con của mình thắng rồi anh em nhá. Luôn. Anh em thấy màu chưa? Nó còn có cả màu trong này luôn. Ôi giời. Anh em mình lấy một cái gì ra để tập bắn xem nó có chuẩn không, một tí mình bắn húc ghi mới chuẩn được. Đúng không? 66. Đấy. À, anh em mình này, 606 này, anh tóc xanh với anh sẽ test làm sao mỗi thằng một cái súng này mà bắn làm sao được cái đạn con quay này trúng được con vịt. Đấy, ai bắn trúng được thì tí nữa cử người đấy để bắn húc ghi, được chưa? Ok. Đây, bây giờ sẽ để con vịt ở đây nhá. Đấy. Ngắm chuẩn nó nhá. Đấy. Mạnh vào nó mới mạnh được. À, xong xong bắn thì liệng ra ngoài rồi. Thua rồi. Kia con vịt kia mà. Rồi. Ôi, keng keng này anh em ơi. Anh thể hiện kỹ năng cho, skill cho. À, để anh tóc xanh đi. Để xuống đất mới bắn gì. Đấy. Phi. À, dài ơi, thế rồi bắn. Anh vào, anh Hùng bây giờ anh rủ anh vào anh bắn em này, anh tưởng dễ à? Rồi mày không phải khinh thương. Anh bắn xuống là nó lượn đi chứ nó không thẳng lên tắt. Đấy, hôm nay cầm mày. Anh tóc xanh và 606 khinh thường mình đấy. Muốn bắn chuẩn phải mở lắp đấy, mở mũ bảo hiểm ra đấy, nhìn đây này. Chẳng liên quan gì. Ê, chúng rồi, con gái rồi. Đấy. Chúng rồi, chúng rồi, chúng rồi, chúng rồi. À. Anh ơi, nhau em 4 đến 65 cũng 66. Úi giời. Úi giời ơi, trên bảng cái thằng 707 đây. Đại chiến, đại chiến anh em ơi, đại chiến, đại chiến. 66 hay 404 này. Xe nào đổ trước. 707 vô đi coi. Đấy, thắng rồi nhá, con này thắng nhá. Con này con 707. Thôi luyện thế là đủ rồi. Bây giờ anh em mình sẽ theo cái kế hoạch nhá. Anh sắp xanh. Bây giờ em lên em nhử thằng 505 xuống cho. Và không đi nhá. Em sẽ bảo là tìm được địa điểm của team Humana rồi. Bây giờ cứ gã xuống đây bắt. Đấy, xong là để nó xuống đây nó sẽ mắc vào cái bẫy của anh đằng trước là anh em sẽ bắt lại nó nhá. Ok, hôm nay anh tóc xanh sẽ lập công chủ tội nhá. Ok anh em nhá, mình đã thiết kế được một cái bẫy cực kỳ hay đấy. Tí ra cái này mình sẽ treo lên cây này. Đó, anh tóc xanh đâu? Anh em mình khênh cái này ra ngoài cây đi. À, khênh nha. Đấy, khênh ra cái cây kia để anh tí nữa anh đặt bẫy. Đấy. Đó đây. Đây, mình sẽ treo ở cái đoạn cây này đi, treo ở đây đi. Đấy. Ok anh em nhá, đấy, đây là một cái bẫy của mình này, đấy, anh em thấy chưa, dây này, đấy, ra đây, đấy, tí nữa là hù dụ húc ghi là đi ra đoạn này, thì mình sẽ thả bẫy để chụp cái này vào đầu húc ghi nhá. Sao không sao đâu, em thử cúi cúi ra đây xem là có chui vừa cái lỗ này không. Đấy, tí húc ghi ra đây anh sẽ thả cái này ra để nhốt húc ghi vào đây, đấy, thấy chưa? Khi bắt đầu kẹp húc ghi vào đây rồi là anh em mình bắt luôn nhá. Rồi đi xuống. Hợp lý rồi. Thôi cẩn thận nó đứt đấy. Ok chưa? Nên em gọi 505 đồng thao húc ghi xuống đây nhá. Ok. Sao này. Tí anh nhờ em một việc nhá. Tí em trả vào em là con mồi nhá. Em ngồi ở ngay đây này. Đấy, đợi húc ghi hoặc là thằng 505 nó vào nó bắt em nhá. Ném lùi ra xong rồi đánh thả này xuống anh bắt nó. Ok không? Chốt nhá. Rồi. Em ngồi im nhá. Đừng động đậy nhá. Không em động đậy là nó tưởng là em còn tỉnh là nó chạy đi ấy. 2000 years later. Ôi nó đến rồi đấy. 606 ơi, cẩn thận nhá. Tới rồi, tới rồi. Ôi trời ơi, nó chạy rồi, nó chạy rồi. Ôi ra sân lấy cái đĩa bắn, ra sân lấy cái đĩa bắn. Dính bẫy rồi. Anh tóc xanh là tốt lắm. Cho nó dính đoạn đi nào. Ôi giời ơi thằng. Có sao em?
Hết luôn. Ôi trời, ôi nó cướp được súng phi rồi. Ui, sao lại xảy ra thế này? Sáu sáu vào cứu đi, giờ này còn trẻ như bốc kia nữa. Nhanh đi vào đi em ơi. Hay. Ôi, cá sát đấy. Ôi, chết rồi. Hugi. Mày này, bắt đầu chưa? Mày này. Sao? Ôi, để nó chạy đi. Ui, mày dùng cái này cứu nó ấy. Ui, ra nhấc lại tóc xanh hết rồi. Nhanh.